xin mời tất cả các bác cùng em Cao sẽ thưởng thức cái chất âm của SRX812, người anh em mang não Hải Phòng. Xin mời tất cả bác cùng đeo tai phone để thưởng thức kỹ cái chất âm mà em Cao test cho bác nhau. Tôi có người yêu mang tên Hồng, giờ đây cách trở xa xôi mịt mờ, lòng còn tràn bao nhung nhớ hình dáng của người em thơ, trong tôi gói tròn ước mơ. Tôi sẽ về thăm quê hương Hồng, nhìn lúa tháp mười vươn lên đầy đồng, nhìn dòng tìm ra êm ái, nhìn cánh chim trời tung bay mà nghe lưu luyến dâng đầy. Hồng ngư ơi, tôi sẽ không bao giờ quên, tên em trong những đêm dài lưu luyến. Em yêu ơi, em nào biết trong yêu thương tôi thầm ước sẽ có ngày, có ngày sống mãi bên em. Tôi có người yêu mang tên Hồng, dù bao cách chờ nhưng không nhạt nhòa, tình này dành cho em đó và khắc ghi vào tim tôi. Hồng ngự ơi, nhớ em muôn đời. Ok, vừa rồi các bác được thưởng thức chất âm Hồng ngự mang tên em qua SRX812. Bác nào quan tâm về sản phẩm trên thì alo em Cao, một chất âm cực kỳ uy lực và dày dặn các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác clip gần nhất của em Cao.
Vừa rồi các bác được thưởng thức cái chất âm của SX812 mà em Cao vừa cập bến thì hiện nay lên đường để cung cấp cho anh em An Lão Hải Phòng, một trong những model cực gấu của series 8 các bác nhá, cực gấu luôn. Và các bác hãy nhìn thấy rằng nội thất của nó kinh khủng như thế nào, không hổ danh là đầu gấu của series 8. Nếu như bác nào quan tâm cái sản phẩm trên thì alo em Cao, chắc chỉ còn được một đôi nữa các bác nhá. Ok. Và sau đây xin mời tất cả các bác cùng em Cao sẽ theo dõi một chút clip đóng gói và gửi cho em anh em An Lão Hải Phòng các bác nhá. Và bác nào muốn chơi đồng bộ combo thì em đang sẵn súp SRX818 các bác nhá. Một model súp và trông cực kỳ hoành tráng, gấu của hãng luôn các bác nhá. Đó. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác ngay sau clip hàng lên đường của em Cao. Em bêu anh. Nhẹ nhàng nhé. Ngã ba Quảng Thanh. Đừng để chạy trước được. Ok.